Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng an ninh chính trị nội bộ 10 tháng 5 năm 1958, 10 tháng 5 năm 2023. 65 năm qua, lực lượng an ninh chính trị nội bộ đã góp phần đáng kể vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kế thừa và phát huy truyền thống qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Cần Thơ đã không ngừng cố gắng lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Với chức năng nhiệm vụ của mình, thời gian qua, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều biện pháp để thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là đã bảo vệ an toàn tuyệt đối cho gần 100 đoàn lãnh đạo Đảng, nhà nước, khách nước ngoài thuộc đối tượng cảnh vệ và đảm bảo an ninh an toàn cho các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, lễ hội tổ chức trên địa bàn thành phố. Đảng ủy cơ sở, ban lãnh đạo phòng và tập thể cán bộ chiến sĩ phòng an ninh chính trị bộ, chúng tôi xác định là phải có cái sự đoàn kết thống nhất trong cái công tác điều hành lãnh đạo và trong cái thực hiện chức năng nhiệm vụ đối với từng cá nhân phải gắn với trách nhiệm, hiệu lực hiệu quả theo cái chương trình kế hoạch của Đảng ủy Công an thành phố giao. Cán bộ chiến sĩ trong lực lượng còn tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn và kiểm tra về bí mật nhà nước trên toàn địa bàn. Do vậy, chưa phát hiện trường hợp nào lộ lọt thông tin bí mật nhà nước. Phối hợp tốt với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị viễn thông để đảm bảo an ninh trên không gian mạng, xử lý kịp thời các trường hợp đăng tải thông tin, bài viết, video clip, bình luận có nội dung sai sự thật, xuyên tạc lực lượng chức năng, xúc phạm uy tín lãnh đạo Đảng, nhà nước và thành phố Cần Thơ, hoặc có nội dung nhạy cảm, phức tạp, dễ gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Trong cái việc mà quản lý các cái thông tin xấu độc đó là trên mạng xã hội mà nó có liên quan đến địa bàn thành phố Cần Thơ, chúng tôi phối hợp rất là chặt chẽ, nhất là các cái phòng chuyên môn của sở như là thanh tra sở, phòng thông tin báo chí xuất bản, rồi là phòng an ninh chính trị nội bộ. Phòng an ninh chính trị nội bộ cũng phối hợp hỗ trợ cho viễn thông Cần Thơ để đảm bảo an ninh an toàn mạng cáp quang, truyền dẫn để mình kết nối cái mạng truyền dữ liệu chuyên dùng phục vụ cho hệ thống Đảng và hệ thống truyền hình hội nghị phục vụ cho chính quận huyện và 85 phường xã. Lực lượng an ninh chính trị nội bộ cũng phối hợp tốt với các trường đại học cao đẳng trên địa bàn để xây dựng mô hình an toàn về an ninh trật tự, đảm bảo tốt cho các kỳ thi diễn ra trên địa bàn đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông qua ký kết toàn diện giữa trường Đại học Cần Thơ và Công an thành phố Cần Thơ, trong đó có vai trò của Phòng An ninh Chính trị Nội bộ của Công an thành phố Cần Thơ trong suốt thời gian vừa qua. Và tôi cũng tin tưởng rằng với sự phối hợp đó đã tạo điều kiện cho trường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đảm bảo các sự kiện của trường. Ngành giáo dục rồi cùng với Công an thành phố cũng đã xây dựng các cái kế hoạch, các cái phương án để đảm bảo cái bảo mật của cái kỳ thi. Từ cái việc là ra đề thi, rồi chấm thi, gọi là in sao đề thi, vận chuyển đề thi đến các cái điểm thi an toàn. Kế thừa những cái truyền thống quý báu của lực lượng an ninh chính trị nội bộ, đặc biệt là về vấn đề nghiệp vụ thì sẽ không ngừng học tập, rồi trao dồi nâng cao hơn nữa cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Những chiến công thầm lặng trên mặt trận đấu tranh với các loại tội phạm đã góp phần tô điểm thêm nét son truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh chính trị nội bộ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.